Vilas, cô ta đã hoàn toàn làm hỏng tâm trạng của chị rồi. Ai có thể cho cô ta ý tưởng làm tròn bánh chapati bằng cái nắp chứ? Chị chắc chắn đó là Vijaya. Cô ấy rất thông minh. Cô ấy đã đưa ra ý kiến đó cho cô ta. Chị dâu, chị có biết vấn đề của chị là gì không? Không phải là do lỗi của người khác, cũng không phải là do đối thủ của chị quá mạnh, mà là do kế hoạch của chị có vấn đề đó. Nếu em biết như vậy thì tại sao em lại không lên kế hoạch đi? Nhưng sự thật ở đây là em không bao giờ có một kế hoạch tốt, vì em đã luôn phá hoại kế hoạch của chị. Này Sunny, đến đây, đến đây nào. Tại sao cô lại chưa sẵn sàng chứ? Chúng ta cần phải đến ngôi đền. Mẹ đã nói với con rồi. Mẹ ơi, hãy đi một mình đi. Hôm nay con không thể đến trường, nhưng ít nhất hãy để cho con học ở đây. Dạo này con có vẻ cứng đầu rồi đó. Con không lắng nghe mẹ dù một chút nào sao? Mẹ sẽ phải đến đền thờ, và mẹ phải chắc chắn rằng con sẽ đi cùng mẹ. Con hãy chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đi. Được rồi, chúng ta sẽ đi cùng nhau, nhưng hãy để cho con hoàn thành việc học của con đã. Con sẽ bắt chú phải đợi con sao? Khi chúng ta quyết định đến thăm đền thờ thì chúng ta phải sẵn sàng sớm, hiểu chứ? Chuẩn bị đi, nhanh lên. Không mẹ ơi, không phải bây giờ, chị Sidi đang đợi con rồi. Chúng con sẽ học trước và sau đó sẽ đi cùng mẹ. Này Sunny, nghe đi Sunny. Mọi người đang theo đuổi của cô ta sao? Mọi người đã đi theo cô gái đó kể từ khi cô ta đến đây, kể từ khi cô ta kết hôn với Shiva và bước vào ngôi nhà này. Ngôi nhà này đã mất đi sự bình yên. Mọi người ở đây làm theo bất kỳ những gì họ muốn, và họ không tôn trọng tôi một chút nào. Nhưng bây giờ tôi sẽ làm những điều mà tôi muốn, để xem ai có thể cản được tôi đi. Tôi chắc chắn sẽ dạy cho Sunny một bài học. Còn nhỏ đó tại sao lại có thể phản bội mẹ nó như vậy chứ? Sunny! Thôi chị dâu dừng lại đi. Đừng hung hăng như vậy mà. Chị ấy sẽ làm gì với Sunny? Chị dâu! Chị đang nói gì vậy chứ? Có phải là mẹ của Hamlet kết hôn với bác của Hamlet và phạm phải tất cả các tội lỗi này không? Đó là anh trai của chồng bà ấy mà. Họ không thể kết hôn như vậy. Họ thậm chí còn không nên nghĩ về điều đó. Đó là một tội lỗi. Nhưng chị đang nói rằng bà ấy... Ôi Chúa ơi! Thật sao? Sẽ tốt hơn nếu như bà ta đã không tồn tại rồi. Cái gì? Thật sao? Đây là cách cô đã ảnh hưởng đến con bé với lý do dạy dỗ nó sao? Cô không cảm thấy xấu hổ sao? Chỉ để trả thù tôi, cô đang kích động con gái của tôi chống lại tôi sao? Tôi không phải là một người mẹ xấu. Chỉ có cô thôi. Cô mới là một phù thủy. Mẹ ơi! Nhìn đi, đây là câu chuyện trong giáo trình của con. Không ai nói về mẹ hết mà. Cấm miệng lại đi. Mẹ không phải là một kẻ ngốc mà không hiểu ý định xấu xa của cô ta. Và con cũng không thông minh đến mức biết được ý đồ xấu xa của cô ta. Tôi không biết về việc chapati, nhưng tôi chắc chắn cô đang tẩy não của con gái tôi. Cô đang muốn con gái của tôi chống lại mẹ của nó. Không được đọc cái này nữa. Mẹ ơi, mẹ đang làm gì vậy? Chị ấy rất chăm chỉ để dạy cho con học các môn học đó. Vậy mẹ đang làm gì? Không phải là 4 ngày trước mẹ đã nói rằng chỉ cần chị ấy hoàn thành chapati thì chị ấy có thể dạy cho con học các môn học của mình sao? Nhưng mẹ lại cố gắng ngăn cản nó là sao? Tại sao vậy mẹ? Tại sao mẹ lại không cho con học chứ? Cô ta không thắng. Cô ta đã gian dối. Không ai chấp nhận điều đó hết. Nghe đi, con đã im lặng. Nhưng bây giờ cô làm gì? Cô sẽ tranh luận với tôi sao? Cô có thể nói được gì đi? Tôi là mẹ của nó, cô hiểu chứ? Bây giờ tôi sẽ cho cô thấy. Hãy nghe con nói đi mẹ ơi. Con không hiểu tại sao mẹ. Phải, nhưng tôi mới là người sinh ra nó, chứ không phải là cô. Và tôi cũng không phải là kiểu người có kiến thức sâu rộng như cô. Nếu Shiva của tôi ở đây, nó sẽ cho cô câu trả lời thích đáng. Thank you.
Đủ rồi Shiva, tên mày là Shiva mà. Mày là ông Shiva của Rurajat. Mọi người trong làng này đều kính sợ mày. Đều tại cô gái đó cứ lẩn giỡn trong đầu mình. Cô ta đang quấy rối tâm trí của mình. Mình gần như gặp một tai nạn. Đúng, mình sẽ sớm gây ra một cuộc tranh cãi, sau đó sẽ về nhà. Dù sao cô ấy cũng sẽ có xu hướng làm quá mọi chuyện lên. Cô ấy sẽ luôn sẵn sàng gây chiến với mình. Mình chỉ cần cho một tí lửa thôi và biến nó thành một ngọn lửa lớn. Mình chỉ cần đứng trước mặt cô ấy và tỏ thái độ với cô ấy. Bản thân cô ấy sẽ bắt đầu chiến đấu với mình. Tranh cãi với nhau sẽ khiến cho mình ngủ ngon hơn. Đúng, mình sẽ làm như vậy. Mình sẽ cãi nhau với cô ta. Sunny, có chuyện gì vậy? Tại sao cháu lại khóc? Nói với ta đi. Hãy nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì. Sunny, nói cho Tím biết có chuyện gì đi. Tím ơi, mẹ lại gây chuyện nữa rồi. Chị đang dạy cho cháu học rất tốt, nhưng mẹ lại bắt đầu gây chuyện. Bà ấy đã vào trong. Cháu không biết bà ấy sẽ định làm gì. Cháu sẽ gọi cho anh trai của cháu. Chỉ có anh ấy mới có thể xử lý được chuyện này. Đúng. Có thấy điện thoại của cháu đâu không? Điện thoại của cháu ở đâu? Chị dâu. Cô thích đốt cháy mọi thứ phải không? Cô đã đốt cháy áo cưới của con trai tôi. Cô đã muốn làm bỏng nó. Đó là lý do tại sao cô đã vào nhà này và muốn đốt cháy các mối quan hệ của chúng tôi. Chỉ vì cô muốn hủy diệt chúng tôi thôi. Cô đang muốn thiêu cháy chúng tôi bằng ngọn lửa thù hận của cô phải không? Cô đang xúi giục con gái tôi chống đối lại tôi. Không phải vậy đâu thưa mẹ. Mẹ đang đưa mọi chuyện đi quá xa rồi. Con chỉ muốn dạy học cho Sono. Giờ mẹ đã hiểu lầm rồi. Cô là người duy nhất có kiến thức phải không? Tôi sẽ không bao giờ lắng nghe cô gái xấu xa như cô đâu. Ngay từ khi cô bước vào ngôi nhà này, ngôi nhà của chúng tôi đã không được bình yên. Chúng tôi đã không trải qua những ngày hạnh phúc. Vì những điều đó đối với cô còn chưa đủ. Bây giờ cô đang ảnh hưởng xấu đến con gái của tôi. Cô đã muốn tách tôi ra khỏi con gái của tôi sao? Chỉ cần đợi và hãy xem đi. Chị dâu, mẹ đang làm gì vậy? Mẹ ơi, mẹ đang làm gì vậy? Mẹ phát điên rồi sao? Đúng, mẹ đang phát điên đó. Cô ta đang dạy con chống lại mẹ. Giờ con nghĩ rằng mẹ phát điên sao? Tốt lắm. Cô ta đang nói ngôn ngữ phù thủy. Cô ta sẽ dạy con những điều đó. Cô ta muốn đốt cháy ngôi nhà này của ta. Cô ta muốn thiêu trụi mối quan hệ của chúng ta. Và đừng nghĩ là mẹ sẽ hù dọa. Mẹ chắc chắn sẽ thiêu đốt cô ta. Nếu mẹ còn thấy ai học những ngôn ngữ phù thủy đó trong nhà này nữa, mẹ sẽ đốt cả cái nhà này luôn. Chị đang nói gì vậy chị dâu? Dì chúa xin đừng làm điều này. Tại sao chị luôn thành kiến với con dâu của chúng ta? Mẹ ơi, con xin mẹ đừng làm điều này. Dì chúa đừng làm như vậy. Dì chúa sao Suno? Mẹ đã nói với con rằng chúng ta sẽ đến ngôi đền ngày hôm nay. Con đã từ chối thẳng thừng và đi đến chỗ cô ta để học sao? Dì muốn học những ngôn ngữ phù thủy với cô ta mà con chống đối lại mẹ của con sao? Con không quan tâm đến mẹ của con đang cầu xin, mà con chỉ quan tâm đến phù thủy này thôi sao? Nếu đây là những giá trị mà con nhận được từ cô ta thì mẹ không muốn như vậy. Mẹ sẽ đốt hết những đống sách vở này. Chúng chỉ dạy cho con những điều xấu xa như cô ta. Con vẫn muốn làm theo ý mình phải không? Vậy thì mẹ sẽ làm những điều mà mẹ muốn. Con muốn học phải không? Vậy thì học đi. Con có thể ngồi trên giàn quả thiêu của mẹ mà học như ý con muốn. Cứ học đi. Chị dâu,
Chị dâu chị đang làm gì vậy? Dì chúa. Làm ơn hãy dừng trò hề này lại đi. Làm ơn. Đừng điên rồ đến như vậy nữa. Rốt cuộc mẹ đã muốn gì đây? Mẹ không muốn con dạy Sono. Được thôi. Vậy thì con sẽ không dạy Sono nữa. Chị ơi, chị nói gì vậy? Mẹ đang cố gây sự để chị làm theo những ý muốn của mẹ. Để chị nói đi Sono. Chị không còn lựa chọn nào khác. Hãy bình tĩnh đi. Giờ hãy cố gắng nghe con một lần thôi. Con hứa với mẹ, từ giờ trở đi con sẽ không gây rối với mẹ nữa. Con sẽ không dạy cho Sono nữa. Như ý mẹ muốn, con sẽ không làm bất cứ điều gì nữa. Làm ơn hãy cho con biết điều kiện của mẹ là gì đi. Hãy cho con biết mẹ còn muốn con làm gì nữa đây. Chị ơi, em sẽ trượt trong kỳ thi mất. Tất cả bạn bè của em đều tiến bộ. Em nghĩ chị là người duy nhất quan tâm đến em. Em đã đặt cược vào chị. Sony, làm ơn hãy dừng việc này lại đi. Ít nhất là bây giờ mọi thứ đang diễn ra theo cách mẹ muốn rồi. Như mẹ muốn, Sono sẽ mất tương lai vì mẹ muốn. Này, tất cả những chuyện này xảy ra là đều do cô phá hủy mối quan hệ của chúng tôi. Cô muốn cướp con gái của tôi. Đây là cách của một người mẹ phản ứng khi thứ phù thủy như cô đang muốn cướp đi các con của tôi. Tôi sẽ không tha cho cô đâu. Xuân đi. Chuyện gì vậy? Nói cho anh nghe. Có chuyện gì đã xảy ra sao? Tại sao em lại khóc? Sony, làm sao anh biết nếu như em không chịu nói cho anh nghe chứ? Có chuyện gì? Đó, đó không phải là cuốn sách của em sao? Ai đã đốt nó? Là mẹ. Chính mẹ đã đốt cuốn sách của em. Em muốn học đại học anh ơi. Em muốn tiếp tục trên con đường học vấn của mình. Em đã thất bại một lần rồi. Em muốn vượt qua nó. Em sẽ cố gắng vượt qua nó. Nhìn anh đi. Nghe anh đi. Em tin tưởng anh không? Không ai bắt buộc em dừng việc học lại hết. Có anh ở đây rồi, anh sẽ nói chuyện với mẹ. Đừng khóc nữa được chứ? Anh sẽ nói chuyện với mẹ. Ngoan nào, đừng khóc. Anh sẽ lo liệu mọi chuyện. Em muốn học hỏi từ chị CD. Chị ấy là người rất giỏi. Anh sẽ nói chuyện với mẹ. Anh chỉ có thể nói chuyện với mẹ khi em bu anh ra thôi. Nào, đứng lên. Đừng khóc nữa, ngoan nào.
Bây giờ anh sẽ đi nói chuyện với mẹ được chứ? Chuyện gì vậy mẹ? Mẹ đã làm mọi chuyện trở nên nghiêm trọng. Tại sao mẹ đưa các vấn đề đi quá xa rồi? Shiva còn không biết những gì đã xảy ra đâu. Vợ của con đang cố xúi giục con gái của mẹ chống lại mẹ đó. Con không biết điều đó sao? Cô ta dạy cho Sony những ngôn ngữ phù thủy. Mẹ sẽ không để cô ta làm điều đó đâu. Nhưng mẹ ơi, im lặng đi. Mẹ đang nói, giờ con phải lắng nghe mẹ, con hiểu chứ? Chỉ cần lắng nghe mẹ thôi. Nghe đi Shiva. Yêu cầu vợ của con ngừng dạy cho Sono học đi. Cô ta chỉ dạy cho Sono những ngôn ngữ phù thủy thôi. Con có thể thuê một gia sư khác, bất kỳ người nào, miễn là không phải cô ta. Bởi vì cô ta chỉ chống lại mẹ thôi. Nhưng mẹ ơi, có gì đó sai trong chuyện này rồi. Tại sao chúng ta phải mời một gia sư trong khi chúng ta có một gia sư giỏi? Nhưng cô ta là một phù thủy. Cô ta chỉ muốn tách các con ra khỏi mẹ thôi. Vợ của con đã tạo ra mâu thuẫn giữa con và mẹ rồi. Và mẹ sẽ không để cô ta làm điều tương tự như vậy với con gái của mẹ. Em biết điều gì sẽ xảy ra. Em đã nghe mẹ nói rồi. Rốt cuộc bà ấy vẫn không đồng ý phải không? Tôi không muốn phá vỡ sự bình yên trong ngôi nhà này. Tôi không muốn ngày nào cũng phải cãi nhau. Tôi chỉ muốn mọi người được hạnh phúc thôi. Tôi chỉ muốn mọi người được vui vẻ. Về Sono đang cần phải đi học. Chúng ta cần một gia sư tốt cho cô ấy. Cô ấy sẽ phải học thêm. Chúng ta không nên ngăn cản việc học của cô ấy. Đúng. Ngay cả tôi cũng muốn vậy. Tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo rằng tôi sẽ không gây ra bất kỳ vấn đề nào nữa cho hai. Xin chào, CD. Lịch thi của con đã có rồi đó. Và đã thấy nó ngày hôm nay. Các kỳ thi sẽ bắt đầu vào 10 ngày nữa. Đừng có đến trễ nữa đó. Con hiểu rồi. Con cũng không biết nữa cha ơi. Con đã không kiểm tra nó 2 ngày qua rồi. Ôi con yêu, mọi thứ ở nhà con ổn chứ? Nếu tôi thấy bất kỳ ai học trong ngôi nhà này một lần nữa, tôi sẽ đốt cháy toàn bộ ngôi nhà này đó. Sau đó tôi sẽ tự thiêu. Tôi đã nói là tôi sẽ làm đó. Mình phải nói gì với ông ấy đi. Không có gì là ổn trong ngôi nhà này.